Hiện nay, do nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng và phong phú của mọi người, các cơ sở thẩm mỹ liên tục ra đời với quy mô, chất lượng khác nhau. Tuy nhiên, làm sao để vừa cải thiện được nhan sắc lại không ảnh hưởng đến sức khỏe là vấn đề mà khách hàng luôn phải quan tâm và cân nhắc. Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp an toàn của người dân Quảng Ninh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đưa vào hoạt động phòng khám chăm sóc da thẩm mỹ thuộc khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu. Đây chính là nơi tập hợp các bác sĩ chuyên ngành da liễu được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm. Tại phòng chăm sóc da thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, khách hàng sẽ được điều trị hiệu quả các vấn đề thường gặp về da như nám má, tàng nhang, trứng cá, thủy đậu, lỗ chân lông to, dạn da, lão hóa da, sẹo, mụn trứng cá bằng công nghệ lăn kim tế bào gốc. Đây là phương pháp sử dụng các đầu kim nhỏ được thiết kế đặc biệt, tác động trực tiếp vào vùng da cần điều trị, kích thích cơ thể sản sinh ra những chất có lợi cho da như collagen, elastin, đồng thời đưa ra những sản phẩm dưỡng chất giúp phục hồi, làm lành những hư tổn từ sâu bên trong da. Sau khi điều trị sẹo bằng công nghệ lăn kim tế bào gốc tại phòng khám này, tôi thấy có hiệu quả rõ rệt. Các vết sẹo của tôi đã mờ đi nhanh chóng và làn da của tôi cũng mịn và trắng sáng hơn. Tôi cảm thấy rất hài lòng. Hiện nay có rất nhiều các thẩm mỹ viện, spa. Tôi vẫn rất lo tại vì có nhiều trường hợp có biến chứng nguy hiểm. Tôi chọn phòng khám này tại vì đây là một cơ sở của bệnh viện. Tôi rất tin tưởng tay nghề của các bác sĩ. Phòng khám cũng ứng dụng thành công công nghệ laser CO2 trong điều trị mụn ruồi, mụn thịt, hạt cơm, u nhú, u vàng. Công nghệ này cho phép phát tia laser trong thời gian ngắn với kích thước tia cực nhỏ, chỉ tác động trực tiếp vào những thương tổn mà không gây ảnh hưởng đến da lành xung quanh. Đây là công nghệ tiên tiến nhất, điều trị tận gốc và không để lại sẹo. Các cái dịch vụ chăm sóc da, điều trị các cái bệnh lý về da tại phòng chăm sóc da thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đều được thực hiện bởi các bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo chuyên khoa da liễu. Chúng tôi tự tin là sẽ mang đến các cái dịch vụ chăm sóc da an toàn, hiệu quả cho khách hàng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ triển khai thêm một số các cái dịch vụ kỹ thuật cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Nếu như bạn đang có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, phòng chăm sóc da thẩm mỹ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực sự là một địa chỉ tin cậy, nơi giúp bạn đẹp lên một cách tự nhiên bằng những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Phòng khám chăm sóc da thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ làm đẹp uy tín, an toàn và hiệu quả.